sẽ đấu chung kết kỳ pháo 2/3. Bên hai gồm Văn Rồi kết hợp với Lee Min Ho. Bên ba gồm Tú Gâu, Ri Thấp 10 và Phi Máy Chém. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Bóng ngoài điểm cho Văn Rồi 1-0. Điểm Văn Rồi 2-0. Bóng xuống. Để cho Văn Rồi 3-0. Và giật bóng sát mép lưới quá đẹp của Phi Máy Chém. Điểm cho bên Tem Tú Gâu 1-3. Bóng tốt và phá bóng quá khó chịu của Ghi Tháp 10. Điểm cho mình Tú Gâu 2-3. Rồi sau đó tiếp tục điểm cho bên Tú Râu 2-3. Điểm cho Văn Rồi 4-2. Không qua con lên tao bói à. Ê, giờ bữa đó dẫn mình giới thiệu với Trường Giang rồi. Không
ngoài. Một pha phá bóng của Hoàng Mai Độ của Văn Rồi. Điểm cho Văn Rồi 5-3. Xin lỗi 5-2 trời ơi. Điểm cho Văn Rồi 5-2. Hay quá. Điểm cho Văn Rồi 6-2. Có tao này lắm rồi, có người đi ngủ rồi, tao lắm rồi. Quá đẹp. Pha dự kỳ quá khó chịu của ghi thấp 10. Điểm 3-6. Phát bóng ngoài, điểm cuối cho Văn Rồi và Lee Min Ho. 7-3. Bóng ngoài 4-7 cho Tú Rồng. Hay quá. Hay thiệt là hay ha. Phần của bóng không cần có Văn Rồi, điểm cho bên Tú Râu 5-7. Bóng ngoài, kết thúc trận đấu. Văn Rồi và Liên Hồ đã chiến thắng.